Thưa quý vị và các bạn, mặc dù ngành giáo dục và đào tạo đã có những chỉ đạo nghiêm cấm, nhưng tình trạng chọn trường, chọn lớp vẫn diễn ra ở các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Lớp học này có 46 học sinh, cao hơn so với quy định của ngành giáo dục. Những lớp học đông như vậy tuy không phổ biến ở nhiều trường của tỉnh, song lại có nhiều ở các khu vực thành thị, thị trấn, nơi điều kiện kinh tế phát triển. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này phải kể đến tâm lý muốn cho con học lớp chọn, các thầy cô giỏi, có kinh nghiệm phụ đạo cho học sinh của phụ huynh. Trong khi đó, công văn số 2449 ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định rõ, nghiêm cấm việc tổ chức các trường chuyên, lớp chọn ở cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Trường cháu có lớp chọn không? Có ạ. Lớp nào? Lớp của D với cả lớp E ạ. Cháu có biết bạn nào chuyển được sang lớp chọn không? Rồi ạ. Hồi trước bạn ấy là lớp A, bây giờ bạn ấy chuyển sang lớp D rồi ạ. Khối năm của cháu lớp nào là lớp chọn? Lớp của... Sao cháu biết đấy là lớp chọn? Mẹ cháu kể. Thông thường thì phụ huynh có sự tìm hiểu và truyền miệng về thầy cô dạy tốt, lớp chọn và tìm mọi cách để cho con em mình được học các lớp đó, dẫn đến tình trạng sĩ số các lớp học cao hơn so với quy định. Có nhiều lớp sĩ số lên đến gần 50 em như tại trường tiểu học Lạc Đạo, tiểu học Minh Hải, huyện Văn Lâm, tiểu học Bần Yên Nhân, số 1 thị xã Mỹ Hào, tiểu học Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Cho con học lớp chọn nhưng mà đông sĩ số với một lớp bình thường nhưng mà ít học sinh hơn thì chị sẽ chọn thế nào? Nếu bản thân chị thì chị sẽ chọn cô dạy tốt. Cô dạy giỏi là bao giờ lớp luôn cũng đông. Còn cô dạy kém là sĩ số ý. Lớp mà độ tầm có 3 mấy cháu hay 2 mấy cháu một lớp thì nói thật ra cô ấy dạy không ra gì thì mà cô cũng không thể quản lý cháu được. Tình trạng chọn thầy chọn cô là có nhưng mà không đến mức độ mà áp lực lắm. Nhà trường đều đáp ứng được cái nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Vì đội ngũ giáo viên là tương đối là đồng đều. Lớp chật đông người, ba học sinh ngồi chung một bàn, không gian hoạt động bị hạn chế, giáo viên khó tổ chức nhiều hoạt động tương tác, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Học tập trong không gian chật hẹp còn khiến cho học sinh ngồi sai tư thế, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là những bạn ngồi cuối lớp. Với cái việc mà dạy cái lớp đông này ảnh hưởng rất là nhiều cho cái công tác chủ nhiệm cũng như là cái quá trình dạy trên lớp của chúng tôi. Nếu như chỉ 30 đến 35 học sinh ấy thì là giáo viên có thể cái lúc mà học sinh làm bài tập là đi quan sát giúp đỡ. Nhưng mà vì quá đông là nhiều khi là chỉ tầm khoảng mất 10 cháu là đã hết thời gian rồi. Nên là nhiều khi là có những cái bài các cháu là chưa được cô giáo nhìn vào bài vở như thế nào. Câu chuyện chọn trường, chọn lớp thì không còn nổi cộm phổ biến như trước đây nhưng vẫn luôn tồn tại ở các cấp học. Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đổi mới căn bản toàn diện theo hướng phát triển năng lực học sinh, phụ huynh cần có sự thay đổi về nhận thức và quan điểm.